Mến chào các bạn học sinh lớp 2. Cô tên là Mai An, giáo viên của trường tiểu học Trần Văn Ơn. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các bạn tìm hiểu môn tiếng Việt, chủ điểm ngôi nhà thứ hai. Và bài học cô các bạn cùng tìm hiểu đó là bài Ngốc nhỏ yêu thương với tiết luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc tiếp theo. Qua bài học hôm nay, các bạn sẽ biết quan sát và nêu được đặc điểm của sách giáo khoa, đồng thời nói viết được câu giới thiệu đồ vật quen thuộc. Đó chính là yêu cầu cần đạt của bài học. Trước khi bước vào bài học, cô lưu ý các bạn, chúng ta hãy kiểm tra laptop, máy tính bảng, điện thoại, đảm bảo đầy đủ pin, tình trạng sử dụng tốt. Nhờ người lớn hỗ trợ thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn cho mình. Đồng thời, trong lúc học, chúng ta nhớ ngồi cách xa màn hình máy tính hoặc điện thoại một cánh tay để đảm bảo thị lực. Tuyệt đối không sử dụng đồ vật chọc vào các ổ cắm điện, đặc biệt là đồ kim loại nhé các bạn. Nào, bây giờ hãy chuẩn bị sách tiếng Việt, vở bài tập tiếng Việt và các đồ dùng học tập cần thiết cùng cô bước vào khám phá bài học mới nào. Đầu tiên, cô mời các bạn chúng ta cùng nhau tham gia phần khởi động với cô bằng một trò chơi ai nhanh, ai đúng. Để tham gia trò chơi này, các bạn hãy kể tên các sách có trong bộ sách giáo khoa lớp 2. Bạn nào kể được nhiều tên sách, bạn đó chắc chắn là người chiến thắng của trò chơi này. Sau một phút suy nghĩ, cô chắc chắn có bạn đã kể được ít nhất hai tên sách giáo khoa, đó là sách toán và sách tiếng Việt. Cũng có bạn sẽ kể được 5 hoặc là 10 tên sách. Như vậy, cô chúc mừng những bạn kể được nhiều tên sách và bạn đó sẽ là người chiến thắng của trò chơi ai nhanh ai đúng mà cô vừa đưa ra. Bây giờ, cô và trò chúng ta cùng xem lại bộ sách của mình nhé. Cô giới thiệu cùng các bạn, đây là bộ sách giáo khoa lớp 2, Chân trời sáng tạo. Bộ sách hoàn toàn mới, được phục vụ từ năm học 2021-2022, gồm các sách Tiếng Việt tập 1, sách Tiếng Việt tập 2, sách Đạo đức, sách Toán tập 1, sách Toán tập 2, sách Mỹ thuật, sách Giáo dục thể chất, sách Âm nhạc, sách Tự nhiên và xã hội, sách Hoạt động trải nghiệm. Và chúng ta còn có một quyển sách nữa, đó là sách tiếng Anh, đúng không các bạn? Bộ sách này rất đẹp và rất mới. Chắc chắn có rất nhiều người chưa biết đến bộ sách của mình. Làm sao để nói cho mọi người biết về bộ sách vừa đẹp vừa hay này? Cô và các bạn sẽ cùng nhau thực hành giới thiệu về bộ sách này qua bài tập số 1 của tiết học hôm nay nhé. Các bạn hãy mở sách tiếng Việt trang 113. Đọc yêu cầu với cô nào. 6. Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc tiếp theo. A. Nói 4, 5 câu giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp 2 theo gợi ý. Đó là quyển sách gì? Quyển sách có đặc điểm gì về hình dáng, màu sắc, hình vẽ trang trí? Quyển sách giúp ích gì cho em?
với phần yêu cầu của bài tập A là nói 4-5 câu giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp 2, gồm có 3 câu hỏi gợi ý. Cô xin được sắp xếp lại theo sơ đồ sau để các bạn dễ giới thiệu nhé. Bây giờ, cô mời các bạn chúng ta cùng quan sát quyển sách sau đây. Đây là quyển sách rất quen thuộc. Đó là quyển sách gì? Đúng rồi, đó là sách tiếng Việt. Quyển sách có đặc điểm gì về hình dáng? À, sách có hình chữ nhật. Màu sắc của sách ra sao? À, bìa sách màu vàng tươi. Hình vẽ trang trí của sách như thế nào? Sách vẽ hai bạn học sinh đang xem tranh rất say mê. Quyển sách giúp ích gì cho em? Sách giúp em biết nhiều câu chuyện hay và bổ ích. Sau khi suy nghĩ về các câu hỏi gợi ý, cô có thể giới thiệu về quyển sách như sau. Cô rất thích đọc sách tiếng Việt. Sách có hình chữ nhật. Bìa sách màu vàng tươi rất đẹp. Vẽ hai bạn học sinh đang xem tranh rất say mê. Mở từng trang sách, cô thấy giấy trắng bóng, có in nhiều hình ảnh đẹp. Sách giúp cô biết nhiều câu chuyện hay và bổ ích. Cô vừa giới thiệu về quyển sách tiếng Việt rồi. Bây giờ, các bạn hãy cùng quan sát lại bộ sách giáo khoa, chọn một quyển sách mà mình định giới thiệu với người thân. Cùng suy nghĩ về các câu hỏi gợi ý, cô tin rằng các bạn sẽ giới thiệu rất hay và hấp dẫn. Nào, chúng ta cùng thực hiện. Sau khi giới thiệu với người thân xong rồi, bây giờ cô và các bạn tiếp tục chia sẻ về quyển sách mà mình muốn giới thiệu nhé. Bạn nào giới thiệu về quyển sách toán nè? Cô cũng có một số gợi ý về quyển sách toán của mình. Các bạn có thể giới thiệu như sau. Em rất thích sách toán. Quyển sách của em có hình chữ nhật. Bìa sách được tô màu xanh rất đẹp. Vẽ hai bạn đang chăm chú học toán. Sách giúp em biết thêm nhiều cách tính nhanh, cộng trừ chính xác. Cô vừa giới thiệu về quyển sách toán. Chắc chắn các bạn sẽ có cách giới thiệu hay hơn, hấp dẫn hơn, đúng không nào? Chúng ta cùng giới thiệu quyển sách tự nhiên và xã hội nhé. Sau khi tham khảo các gợi ý, các bạn có thể giới thiệu như sau. Sách tự nhiên và xã hội là quyển sách mà em thích nhất. Sách có hình chữ nhật. Bìa sách có nhiều màu sắc rất đẹp. Sách vẽ các bạn đang chăm sóc cây ở vườn trường. Đọc sách, em có thêm nhiều hiểu biết về thiên nhiên xung quanh mình. Cô tin rằng phần giới thiệu của các bạn sẽ rất là hay, đúng không nào? Cô và các bạn vừa cùng nhau giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp 2. Trong khi giới thiệu, các bạn nhớ nêu được tên sách. Quyển sách có đặc điểm gì nổi bật về hình dáng, màu sắc cũng như các hình vẽ trang trí? Và cuối cùng, đừng quên nêu công dụng của sách với mọi người nhé. Các bạn thấy đấy, sách là đồ dùng học tập cần thiết, là người bạn không thể thiếu của học sinh.
Sách mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống. Chính vì vậy, chúng ta hãy trân trọng và giữ gìn sách thật cẩn thận bằng cách bao bìa dán nhãn và tuyệt đối không viết bút mực vào sách để sử dụng được bền lâu. Cô và các bạn vừa cùng nhau thực hiện nói giới thiệu về bộ sách của mình. Vậy bây giờ nếu chuyển lời nói thành chữ viết thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Cùng cô bước vào thực hiện bài tập 6B, viết vào vở nội dung em vừa nói. Mời các bạn mở vở bài tập tiếng Việt trang 72. Cùng thực hành bài tập viết 4-5 câu giới thiệu một quyển sách giáo khoa lớp 2 dựa vào gợi ý. Bài tập yêu cầu như thế chính là chúng ta sẽ thực hành chuyển lời nói vừa giới thiệu ở bài tập trên thành một đoạn văn và viết vào vở. Lưu ý, đây là đoạn văn cho nên đầu đoạn chúng ta viết thuộc vào một ô, chú ý viết hoa. Hết câu nhớ viết dấu chấm và sau dấu chấm viết hoa. Viết 4-5 câu. Lưu ý dựa vào các gợi ý về tên sách, đặc điểm của sách và công dụng của sách nữa nhé. Bây giờ các bạn hãy dừng màn hình, thực hiện bài tập này vào vở với cô. Sau khi hoàn thành đoạn văn của mình rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình, chia sẻ và nhận xét đoạn văn sau đây. Cô có đoạn văn: Sách tự nhiên và xã hội là quyển sách rất hay. Sách có hình chữ nhật. Bìa sách trang trí rất đẹp. Vẽ các bạn đang chăm sóc cây ở vườn trường. Sách giúp em hiểu thêm về thiên nhiên xung quanh. Sau khi đọc xong đoạn văn, cô có gợi ý để chúng ta cùng nhận xét đoạn văn của mình. Đoạn văn trên đã được viết thành 4 câu. Có chú ý giới thiệu tên sách, các đặc điểm của sách và công dụng của sách nữa. Các câu văn được sắp xếp một cách hợp lý. Đầu đoạn văn thuộc vào một ô, viết hoa. Sau dấu chấm cũng được viết hoa. Tên sách đầu mỗi cụm từ cũng được viết hoa đấy. Đoạn văn của các bạn như thế nào rồi? Hãy dựa vào tiêu chí nhận xét, cùng đánh giá đoạn văn của mình nhé. Cô tin rằng các bạn sẽ hoàn thành tốt bài tập này. Các bạn hãy cùng nhau hoàn thành bài tập, nộp lại cho giáo viên của mình. Cô tin rằng thầy cô sẽ rất vui vì các bạn đã viết được một đoạn văn rất hay. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được những lời động viên chia sẻ rất tốt đẹp từ thầy cô của mình. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Chúc các bạn chăm sóc tốt nhé.